Xin chào cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang có mặt ở đây là chợ Cô Giang. Hôm nay ngày chủ nhật, ngày 29 tháng 3 năm 2020. Hôm nay thì sáng chủ nhật, loanh quanh trong nhà cũng không có chuyện gì làm, thành ra dẫn bạn đồng nhỏ đi với nị nè. Chào bà cô chú đi. Bắt con gà bay trên cao. Đó thì hôm nay ở nhà cũng má cũng không có đi chợ, tại hôm qua đi mua khô rồi đó. Anh ăn cơm khô với lại có đặt một con gà của anh Diền ở Hủ Tiếu Nhi đó. Gà đó rất là ngon ha. Mình không có mua hủ tiếu nhưng mà mình mua nguyên con gà luôn để về. Chiều nay cho bà ngoại biết làm món gì đây. Ngày nay má mua bắp cải làm gỏi. Gỏi bắp cải hả? Ở đây không thực dụng nữa. Và bây giờ tất cả những hàng quán thì đa phần là người ta bán mua đem về á, nên mình cũng không có tiện đi đâu ăn như ngày xưa nữa. Như đây mình thấy hủ tiếu toàn quán nè, cũng mua đem về thôi. Tất cả chung tay vì một thế giới không virus. Cũng cầu mong cho cái dịch bệnh này nó sớm đi qua đi, để chúng ta trở lại cuộc sống bình thường như những ngày trước. Và bên đây là hẻm 114 nè. Cái đường Đề Thám này nhà này cũng có rất là nhiều, rất là nhiều nhà được xây mới nè. Như đây chúng ta thấy nhà số 90. Ủa, này số mấy? Đây nhà 9 mấy? 91 rồi. Ủa này sao không có số? Nè, 89, 93 là nhà bên đây. Ở 93B, 93. Nhà số 93. Tại vì 93 với 93B là ngày xưa chung một căn đó, rồi sau này người ta tách ra đó, thành 93 và 93B. Nhà số 83 tiệm tạp hóa. Dạo này bạn đồng nhỏ chỉ quanh quẩn ở nhà thôi chứ cũng không có đi đâu hết trơn á. Hôm nay cuối tuần thì mình cho đi ra ngoài tí xíu để để ngắm xe, ngắm đường. Ừ, nay được tuân tăng rồi. Ngày xưa như các anh chị bạn bạn cũng biết thì khu này là khu chợ. Chào bác kìa, chào bác kìa, bác kêu kìa. Bác gì nè. Phải không? Có lên rượu không? Không lên đâu. Bữa giờ đâu đi đâu đâu, vẫn đi vòng ra đường cho biết, để trong nhà biết. Sáng mới xuống hả? Em về có nghiên cứu khác cái quần gì đó, cài cái quần đó mà bằng USB gửi cho anh cái link. Tự nhiên anh quên là tự nhiên. Rồi để em cho gửi tự làm phải không? Rồi dễ mà. Cái chương trình nào cũng được. Rồi dạ, có gì không gửi cho. Ở nhà có USB không ta? Anh á. Được anh làm USB 8 ghi. 8 ghi hả? Ừ. Sao 4 ghi sao không đủ? 4 ghi nó chậm chứ không vậy? Rồi có gì hỏi em gửi ha. Như anh chị cũng đã biết thì ngày xưa ở đây là ngôi chợ, nhưng mà ngày nay thì chợ không còn nữa. Chỉ là những hình ảnh của những con đường, những anh chị bán ở trong nhà thôi, không có tập hợp thành một cái ngôi chợ như ngày xưa nữa. Chúng ta đi tới đây là giao lộ Cô Giang với lại Đề Thám.
đi thẳng hướng này mình sẽ ra bến Thiên Dương, hàng nước mắm Mậu Hương ngày xưa đó, ra sớm sớm tỉnh sớm nước mắm. Rồi từ từ thôi, đừng đi nhanh quá. À, bà làm nhỏ giơ tay qua đường đó nè. Cũng còn biết kỹ năng đi đường. Chứ bữa giờ ở trong nhà tưởng đâu quên kỹ năng đi đường rồi chứ. À, đi phải nghe vạch trắng đàng hoàng nha. À, mấy tháng nay là kể từ Tết tới giờ cũng mấy tháng rồi, không có đi siêu thị nữa. Những khu vui chơi thì hiện nay cũng đang dừng hoạt động rồi. À, vô qua đường đúng rồi. À, mình đi thì cũng phải giữ khoảng cách với mọi người, nói chung là kỹ một chút xíu, mọi chuyện sẽ qua thôi. À, đây chị bán heo quay. À, đây bán cá. Buổi chiều ở đây thì bán há cạo đó, há cạo ở bên 89 Cô Giang bữa đó, ở bên Cô Giang đó, có đề thám đó. Giờ qua bên đây mình nhìn bên đường thì có một cái nhà bán rất là nhiều rau cải thịt, tập trung giống như một cái chợ nhỏ nhỏ để phục vụ cho bà con ở khu vực này nè. Mình dạo này thì chắc có rất nhiều anh chị và các bạn ở nhà nè, nên thành ra em làm mấy video clip này gửi bà con xem chơi cho vui nha. Nếu mà mình ở nhà mà không có gì xem thì mở YouTube lên xem Sài Gòn ngày nay như thế nào. Mặc dù trong tâm trạng thì cảm thấy rất là mệt mỏi khi mà tối ngày nghe những cái tin hôm nay bao nhiêu người chết, tỷ lệ tăng lên, rồi số người nhiễm tăng lên, rồi nước này đứng đầu thế giới, nước kia đứng đầu thế giới, nước này có nguy cơ, nước kia nguy cơ vậy. Ồ, nghe riết nè, chúng ta cũng mệt mỏi luôn và quải luôn á. Nên thật ra nếu mà anh chị ngán ngẩm cho những nghe những tin đó thì mình mở qua những video clip này để xem đường phố, để xem cuộc sống ở Sài Gòn này như thế nào ha. Đâu đó cũng còn chút hình ảnh của hương xưa, chút hình ảnh của quê nhà. Mọi người vẫn đang sinh hoạt, đang hoạt động ở một cái trạng thái khác với bình thường. Dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng cần phải ăn, cần phải làm, cần phải sinh hoạt, nên nhưng mà mình cũng phải cẩn thận ha. Chị Hoàng cũng cẩn trọng trong những ngày này. Quán hủ tiếu thì ngày nay cũng chịu sự ảnh hưởng. Hôm nay mình không có ăn hủ tiếu nha. Đợi anh Dìn, đợi anh Dìn chúng ta lấy gà về. Của con nhiêu tiền con? 135 kg hả? Là 2 kg là 200 270. Dạ 215 nữa. 270 rồi thôi, đưa 300 đi. Rồi. Rồi đi sang thằng nào đi cây ăn. Rồi. Rồi gửi chị, để luôn chị. Rồi có mấy ngàn đó gì đó. Dạ dạ đưa. Dạ dạ. Dạ cảm ơn chị. Vậy hả?
nay không có đi vòng vòng nữa hả? Dạ. Cuối hẻm là đường cùng, hẻm 103 Cô Giang. Rồi chúng ta đi về thôi. Khu này hiện tại thì không có người nhiễm, với lại không có chịu sự cách ly của cái hẻm nào hết, không có hẻm nào cách ly hết, nên thành ra mình cũng yên tâm, nhưng mà mình cũng phải cẩn thận, đi cầm nắm gì đó mình phải về rửa tay. Dạ rồi, nhìn cảm ơn nhìn nha. Dạ. Hình như có rồi gì đây, có bộ lồng đây nè, thôi khỏi đi, được rồi, khỏi được rồi hả? Thôi được rồi, khỏi được, tôi quyết nè. 3 con này 2,2 kg, gà đây ngon, trăm mấy ngàn ký, nhưng mà gà nó dai, nó sớ thịt, nó ngon lắm. Biết gà nó vậy. Dạ. Gà này không đến nỗi dai cứng, mà nó vừa ăn ha, nó không có nỗi mềm như là gà Tây. Anh kêu lấy cục huyết nữa. Dạ, anh cảm ơn anh. Dạ dạ. Anh nói chung là rất là đàng hoàng, cho thì con gà mình mua tươi thì có lòng có huyết. Anh nói sao chưa lấy cục huyết, anh phải đưa cho bằng được. Rồi chúng ta đi qua đường nha. Chỗ lúc nãy có thấy cô bán bánh mì chiên tôm đó. Chúng ta quay lại mua bánh mì chiên tôm để dành trưa ăn, chứ bây giờ về nhà ăn hủ tiếu với bà ngoại. Bà ngoại này, bà ngoại nấu hủ tiếu đó, mấy anh chị buôn bán thời nay nè, chợ Cô Giang ngày nay. Lại bán hải sản đó. Mấy khách sạn đây thì mệt mỏi luôn, mấy tháng này thì không có làm ăn gì hết trơn. Sạp bán trái cây. Có gà, mua gà cho anh Dìn á, hủ tiếu á. Gà bán đỡ không chị? Gà bán đỡ không? Gặp thêm chợ nữa. Hết chập này tới chập nọ. Dạ, giờ ai đi ra đường cũng sợ nữa, huống gì mua sắm. Thì ăn uống cũng phải ăn thôi, nhưng mà có giờ đó. Không có đi đại trà như ngày xưa nữa. Không vậy. Đấy. 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 Này đi trước rồi, không nghe. Chúng ta sẽ mua bánh mì để trưa ăn ha. Con ba cái đi chị. Đây bánh mì chiên tôm 10.000 một cái. Cắt luôn không anh? Dạ không, khỏi cắt đi. Để khi nào ăn rồi cắt.
Ủa, ba cái là vậy đó hả? À, tưởng đâu ba miếng chứ. À, đâu 246 miếng luôn. Dạ, cảm ơn chị. Ở trong hẻm này là hẻm cùng em, cái cô bán nước mía đó. À, có nước tương nữa hả? Cô bán nước mía như trong hẻm này không? Dạ. Dạ. Này là tương tương đen hả? À, tương ớt tương đen. Dạ, bán đỏ không chị? Nói chung món ăn chơi mà luôn. À, chợ vắng cũng buồn ha. Hả? Giao gì? Ba chị bị giống bị tai biến rồi bị cơ cục kinh đây nè. À. Tháng, tháng 400 triệu hả? Bút, tháng 4-5 triệu nữa hả? À. 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 Nói chung mỗi nhà mỗi cảnh. Dạ đúng rồi. À. Dạ. À, không sao đâu ha. Cố gắng lên. Dạ. Dạ đúng rồi. Có này có kia chứ đâu có ai hoàn hảo được. Dạ dạ. Cố gắng lên chị. À, chị bán bánh mì chia sẻ thì gia đình chị, ba chị bị tai biến ra bán để có đồng ra đồng vô mỗi tháng để trang trải, mà chị cũng chị nói chị may mắn có được đồng ra đồng vô để chăm lo cho gia đình. Đấy là nhảy gì lắm cái camera nó chờ lắm cái gì nó tới quá. Tao lấy 5 tờ đi hả? Ngày bán thì bán mấy tờ? Trời ơi, lúc này bán hết quá, mỗi lần bán nhiều giờ bán chừng 60 tờ, 50-60 tờ rồi lấy 3 tờ làm biếng giò đó. Là, còn nhiêu tiền nó gửi em đi. Cảm ơn nha. Dạ, uống cà phê. Cảm ơn nha. Là... Dạ, dạ, dạ. Không quán là lấy gì sống. Dạ. Nói mày thấy nghe nói cáo trên 60 tuổi rồi về nhà ở nhà đi đừng ra đường, thấy không? Dạ đúng rồi. Ở nhà rồi lấy cái gì ăn? Thì đó cũng khổ ha. Trang lại. Dạ, kỹ xíu. Kỹ xíu xong rồi rửa tay rồi chân rửa tay nữa. Có đem cái chai khử trùng theo không? Vô nhà rửa cái chân hẻm chiếu cầm ai buôn bán thì xin miếng cà bông rửa tay. À, không mình đem theo cái chai nhỏ nhỏ nó xịt xịt. Chị không có, chị mới xin chai chứ chị đâu có. Không có hả? Ừ. Họ có đi ngang cho con chai. Rồi để chút đi ngang. Có đi ngang hú à. Để sẵn ở dưới đó hồi má đưa. Rồi. Chẳng rửa tay. Rồi đưa tiền rồi xong mình rửa tay cái cho nó chắc. Vô tao nói vô lắm. Rồi, rửa bao cũng lần vậy mình rửa lại nước cho nó sạch. Cho nó. Chứ không phải rửa gì hoài được. Ừ. Bán chết. Dạ dạ. Hồi cái vô ha. Rồi thôi chúng ta đi về thôi. Video clip đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo. Chúc bà con, cô bác, anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn vui khỏe, lạc quan. Và mọi chuyện sẽ sớm qua đi thôi.